Xin chào các bạn. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn cái cách để làm cài hình nền theo thay đổi theo thời tiết. Đây, ví dụ như các bạn đang nhìn trên màn hình của mình đây. Đây, thì bây giờ hiện tại là 18 giờ này, thì trời đã chuyển sang mây rồi. Đây thì màn hình nền của mình sẽ như thế này. Đây, mình ví dụ mình kéo thêm nhé. Đây, trời tối thì nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ thay đổi theo cái thời tiết. Đây là mình ví dụ để cho các bạn tưởng tượng thôi. Đó. Đấy, ví dụ 21 giờ này, 22 giờ này, đấy, 23 giờ nó có mưa thì nó sẽ có hình đây, hình mưa như thế này. Đấy. Đó, ví dụ nắng, trời nắng thì nó cũng sẽ thay đổi theo thời tiết nắng nhé. Đấy. Đấy. Ví dụ sang ngày mai này, đấy, mình đang ngày mai thì trời nó sáng thì nó sẽ như thế này. Đó, rồi. Làm như thế nào thì các bạn cùng theo dõi video nhé, mình sẽ hướng dẫn ngay. Để cài được ứng dụng đó thì các bạn trước tiên vào cho mình một cửa hàng Play nhé. Rồi, và các bạn gõ cho mình từ là Joe Window này. Joe Window. Đây, cái biểu tượng này. Các bạn gõ từ Joe Window nó sẽ ra cái biểu tượng này nhé. Đấy, có hình ông mặt trời và nó hình cười đấy. Và các bạn cài đặt nhé. Nó tải về và cài đặt như bình thường. Nó rơi vào khoảng 19 MB đấy. Các bạn nhớ có đúng cái biểu tượng này nhé, cài đúng cái biểu tượng này. Rồi mình đã tải xong và đang cài đặt nhé. Đó, giờ mình mở luôn nhé. Rồi khi các bạn mở thì nó sẽ yêu cầu các bạn cho phép cái vị trí, tức là bật cái định vị của mình lên để nó định vị được cái vị trí của các bạn, để ước chừng được, ở tính toán được thời tiết hiện tại nhé. Rồi các bạn cho phép. Rồi, vị trí của mình đang hiện tại là Hà Nội. Đó, thì đây là cái hình nền mà khi các bạn cài xong nó sẽ giao diện như thế này. Đây sẽ là một cái hướng dẫn để nước mình để xem thời tiết thay đổi theo thời gian nhé. Đấy, như lúc đầu mình vuốt để cho các bạn xem thử đấy. Đó. Đấy. Rồi. Đấy, thì các bạn vuốt để xem thời gian. Cái hình nền nó sẽ thay đổi như thế này nhé. Khi mà thời tiết, ví dụ như trời đêm này, ví dụ như vào lúc 0 giờ này, thì thời tiết nó sẽ đen như thế này, thì hình nền nó cũng sẽ thay đổi như thế này nhé. Đó. Đấy, các bạn có thể xem đó, còn hiện tại bây giờ là nó đang thời tiết đang chiều tối nên là nó sẽ râm như thế này. Rồi, mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số chức năng của nó này. Ở bên trên này thì các bạn nhìn thấy cái ô màu xanh ấy, núi núi ấy, thì đây là cái hình, cái biểu tượng mà tất cả các cái mẫu hình nền này, ví dụ như cái làng mạc này mình đang chọn này, thung lũng này, đó, thung lũng này đấy, thung lũng thì nó như thế này đó. Thì các bạn chỉ cần chọn các cái mẫu này thôi. Nếu mà các bạn muốn cái nền của nó sẽ biểu tượng như nào đó, mình thì chọn cái làng mạc này, này. Đấy. Rồi, tiếp theo thì để mà nó cái hình nền này nó ra màn hình chính hoặc màn hình khóa ấy, các bạn phải chọn vào dấu ba chấm này nhá. Đó, thì nó sẽ thời tiết nó sẽ như thế. Đây, các bạn nhìn cái phần, có phần đặt hình nền nhá. Đó. Và các bạn kích vào phần đặt hình nền này. Đó. Ở đây nó sẽ có hai mục đặt màn hình chính và màn hình khóa. Đây, mình chọn màn hình chính luôn nhé. Đó, giờ mình kéo ra ngoài thì thời tiết nó sẽ ở đây. Hiện tại thì nó sẽ trời râm như thế này. Đó, và ở trên góc nhiệt độ này nó là 28 độ. Đó. Các bạn nếu mà muốn kéo có một số biểu tượng như là cái thời tiết này nó sẽ chạy ở trên này đấy, thì các bạn ở máy mình thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ không hiển thị như thế. Đây, nó chỉ là 28 độ trên góc này thôi. Còn các bạn nào muốn thay đổi thì các bạn dí vào màn hình này, giữ bấm giữ khoảng 2 giây thì nó sẽ hiện ra như thế này. Các bạn chọn phần tiện ích này đó, và các bạn chọn xuống dưới phần Joe Window này. Đó, đây sẽ là một số cái mẫu của nó này. Đó, các bạn nhìn này, nó sẽ có mấy mẫu đấy này. Mình sẽ 1, 2, 3, 4, này, 5, 6 mẫu này. Đấy, nó sẽ có 6 cái kiểu thời tiết như thế này. Các bạn chỉ việc chọn, các bạn chọn cái nào thì các bạn chọn giữ và các bạn đây. Giữ mình chọn cái này. Cái của mình thì nó mình đã chọn rồi, cái đầu tiên thì nó như này. Còn nếu các bạn chọn những cái máy của các bạn khác, các bạn có thể chọn nó thành các cái biểu tượng đấy, như mình vừa nói đấy. Đấy, thì đây hiện tại bây giờ thời tiết như thế này. Một lúc nữa trời tối nó sẽ biểu tượng màu đen ấy, như mình giới thiệu đấy.
Ok, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn cái ứng dụng để giúp các bạn cài hình nền thay đổi theo thời tiết. Đấy, ví dụ trời nắng thì nó sẽ có mặt trời nắng, và trời đêm nó sẽ tối, và mưa bão nó sẽ như thế. Rồi, các bạn nhớ làm theo hướng dẫn của mình nhé, để cài cho mình một cái hình nền mới trong cái điện thoại của mình. Rồi, chắc là video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn nếu thấy video hay, các bạn cho mình một like, một đăng ký nhé. Xin chào các bạn.